Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn quy trình xử lý sự cố màn hình điều khiển chiller mất điện. Bước 1, ta tiến hành chuẩn bị dụng cụ. Bước 2, ta treo biển bảo dưỡng. Bước 3, ta kiểm tra áp cấp điện cho màn hình điều khiển. Ta thấy áp cấp điện vẫn ở chế độ on. Ta tiến hành lấy bút điện để kiểm tra cực trên của automat. Ta thấy cực trên của automat bút điện có sáng. Ta kiểm tra cực dưới của automat, ta thấy bút điện không sáng. Nguyên nhân do automat hỏng, ta tiến hành thay thế automat mới. Bước 4, ta tắt áp cấp điện cho tủ điều khiển chiller và treo biển không được đóng điện. Bước 5, ta tháo automat cũ hỏng ra. Bước 6, ta lắp automat mới vào. Và bật áp cấp điện cho tủ điều khiển chiller. Tháo biển không được đóng điện. Bật áp cấp điện cho màn hình điều khiển. Ta thấy màn hình điều khiển của tủ điều khiển chiller sáng. Và các chế độ cài đặt ở màn hình điều khiển hoạt động bình thường. Như vậy, quá trình xử lý sự cố màn hình mất điện hoàn thành. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn quy trình xử lý sự cố màn hình điều khiển chiller mất điện. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.